Lời nói đầu tiên kỳ lạ bonsai dừa xin gửi đến lời chào tất cả anh chị em và quý vị chú bác nha. Thì nói chung thì mình làm cái kinh này thì nó cũng mới đây thôi, nhưng mà hổng rày thì mình bận công việc quá, mình không có làm video clip cho tất cả anh chị em mình xem. Thì hôm nay mình làm cái lại cái video này, mình up lên cho tất cả anh chị em mình xem nha. Thì cũng được ngưng nó cũng được 2 tháng rồi. Thì lời nói đầu tiên thì hôm nay mình giới thiệu đến tất cả anh chị em mình, mình sẽ làm một cái tiểu cảnh đơn sơ nhất và gửi đến cho tất cả anh chị em mình cùng xem. Là mình pha thêm những cái cây mà bonsai, mà thường gọi là bonsai mini á, thì mình cũng có làm cái tiểu cảnh như thế này. Thì xin mời tất cả anh chị em cô dì chú bác mình cùng xem nha. Đó, đây là mình có một cái cây kim thanh mai. Thì cây này ở đây là mình trồng đây là cũng được, nói chung là cây này cũng được 4 năm rồi chứ không ít đâu. Thì sẵn dịp đó thì mình phải đi mình tìm những cái dĩa mà người ta đựng đồ ăn đó. Cái dĩa này dĩa Trung Quốc thôi, thì mình thấy nó đẹp quá thì mình mua về. Thì hôm nay mình nhất định mình sẽ làm một cái tiểu cảnh và mình up lên gửi đến cho tất cả anh chị em mình cùng xem nha. Nếu mà xem có hay á thì ủng hộ cho Kỳ Lạ Bonsai Dừa một nút đăng ký nha. Và mình có cái động lực á là mình sẽ làm những cái clip mà up lên cho tất cả anh chị em mình cùng xem. Và những cái cây mới và cũng có cây lạ, và những cái cách thức mà mình biết đó, những gì thì mình làm mình up lên cho anh chị em mình cùng xem. Nếu mà mình làm những cái gì mà không đúng á thì cũng nhờ anh chị em mình thì comment và góp ý và cho mình một cái ý kiến cái nào đúng cái nào sai để mình tiếp thu và mình nhận xét, và mình sẽ sau này mình làm những clip sẽ hoàn thiện và đẹp hơn cho gửi đến tất cả anh chị em mình cùng xem nha. Thì đó, bây giờ là cái cây kim thanh mai này thì mình sẽ nhổ lên và mình cắt bớt nửa cái phần rễ nó đi, rồi mình đưa nó lên dĩa để mình xem như thế nào. Thì trong cái thời gian mình làm thì mình nói cũng không hết, và anh chị em mình và nhớ là xem hết clip của mình coi mình làm từ đầu clip tới cuối clip như thế nào nha. Và xin chân thành cảm ơn đã xem clip của Kỳ Lạ Bonsai Dừa. Và mình sẽ cố gắng, mình sẽ tiếp tục và đăng video clip lên gửi đến cho tất cả anh chị em mình cùng xem nha. Và đừng quên nhớ ủng hộ và thương tình cho Kỳ Lạ Bonsai Dừa một nút đăng ký thôi, để mình có cái động lực đó mình sẽ làm, và những gì mình biết mình sẽ gửi đến cho tất cả anh chị em mình cùng xem nha. Xin chân thành cảm ơn đến tất cả anh chị em mình cũng đã xem clip của Kỳ Lạ Bonsai Dừa nha. Nói chung thì cũng lâu quá rồi, cũng 2 tháng rồi mình mới làm clip lại. Mong tất cả những anh em nào mà đã xem mà ủng hộ của kênh Kỳ Lạ Bonsai Dừa thì nhớ đừng quên và xem và ủng hộ cho Kỳ Lạ Bonsai Dừa nha. Xin chân thành cảm ơn, hẹn tất cả anh chị em mình clip sau nha. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.